Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Nai Inner Kid. Hôm nay mình và bạn Thành Ba T sẽ cùng nhau thực hiện một cái video clip trang trí bánh kem. Bạn có một cái bánh kem trắng thiệt là bự và có những cái cây kem có những màu sắc khác nhau xung quanh. Như để làm cho nó thật là lè. Bây giờ đem nguyên liệu lên. À mà bên cạnh đó còn có những cái topping là những cái cục kẹo này, cục bánh nè, sốt này kia bỏ lên cho đẹp nè. Bây giờ thì đem lên nè. Bỏ đâu vậy ta? Đây dài. Bánh kem bao bụng. Giống như đi chúc mừng sinh nhật ai vậy trời. Happy New Year birthday. Rồi. Bao đẹp luôn. Ok. Đây rất là bự. Viên. Bánh kem không có hình thù gì hết nha. Trắng tinh, trắng nhách luôn. Đây. Ngoài ra còn có rem nữa nè. Rem được. Không đều nha, quét kem không đều. Đây, trắng lè, trắng bóc, trắng tinh luôn. Trắng tinh luôn. Và ở đây thì tụi mình có những cái kem màu khác, cũng là kem này nhưng mà nó có màu xanh đỏ, tím vàng và có những cái topping là kẹo. Cho nên là tụi mình sẽ trang trí lên cái bánh này và sau khi trang trí thì nó không biết sẽ ra cái gì đây. Thì chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên anh sẽ lấy kem lên. Màu vàng nè. Màu thường nè. Màu thường đó. Cái màu này dư thừa mà là màu xanh. Mà sao cái màu tôi thích là ảm quả hay là tím mộng mơ luôn. À trả luôn độ may mắn luôn. Không biết tưởng tiệm bánh thiệt hả trời. Giống tiệm bánh thiệt á. Rồi bây giờ sẽ tới topping. Rồi. Lên ba em kem lùi bước về sau để lấy topping cho rõ hơn. Ok. Bây giờ tiếp theo là lấy topping lên thôi. Đây. Đây là ngũ cốc. Tiếp theo là kẹo dẻo. Chip. Ha ha. Đây cũng là nhãn hiệu giống cái kia luôn nhưng mà nó cái này cũng là ngũ cốc nhưng mà là ngũ cốc nhưng mà nó không có màu á. Đây. À kẹo cớm. Kẹo cớm Doraemon. Cây kem. Đây là kem. À kem cây kẹo. Ok, kẹo cây kem. Ok. Đây là chocolate mà nó làm theo kiểu đá. Rồi. Ngon. À, chocolate em này em. À đó rồi. Ủa tình nghĩa là mình chỉ thế thôi sao? Đó rồi. Ok. Okay. Hơi ngán tí. Cắt xong rồi đó. Bây giờ em sẽ là người xịt đúng không? Hãy các bạn hãy cho như một tràng của tay, một tràng của tay thì vừa to. Rồi, xịt đi. Dạ. Viết lên video. Bây giờ em quốc trên này thì biết đi. Thôi bây giờ mình sẽ vẽ hoa văn ở ngoài dòng. Nếu mà hoa văn ở ngoài kem mà vàng luôn. Anh chơi hoa văn thì các bạn vẽ. Chứ em không có tin tưởng cái này là hoa văn của em. Vào trứng to ác rồi. Hoa văn gì ở giữa em ba. Tí rồi ra đây bớt. Nói giờ lần đầu tiên là ở đây luôn á các bạn. Nhưng mà chắc không sao đâu, các bạn có thể bỏ qua lại lần đầu tiên làm mà. Cái gì vậy? Cái này là cái lòng đại bác. Thấy chưa, anh đã nói rồi mà. Hên quá, hồi nãy may mà béo á, cho nên lòi được miếng nè. Lòi được có ý đồ hết rồi. Lòi được miếng đầy, bao đẹp luôn, bao đẹp luôn. Các bạn có hình dung kê đọc đường con gì không? Bớt bớt đi, bây giờ tới cái khác. Giờ tới anh. Để em vẽ chữ đi. Em không biết vẽ chữ, em làm đường vân dưới này thôi. Còn anh thì anh làm ở trên. Để đi. Em làm em phải chờ. Thôi khỏi, anh làm ở trên thì em làm dưới. Rồi hồi nhìn lại những gì mình đã làm. Để đợi hồi,
Đây dính kem kìa. Trời ơi, bao gớm. Ngọt quá. Không nói mình đã dơ, không còn ác ôn mình. Em vẽ giờ đúng có ý đồ rồi đó. Thầy á. Bao ý đồ. Để anh có thể nhét vô từng khe hở. Trời ơi, quá kẹt. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Không. Ủa tự nhiên bị quýnh à. Có ý đồ. Đang làm bánh mà bị quýnh. Làm tiếp cái đường con đường xưa em đi.
các bạn hãy nhanh tay liên hệ đặt hàng cái bánh kem này nha, chỉ có 102. Nhưng mà giá của bánh kem này rất là rẻ. Mua giá gói cái bánh kem trắng là 100.000, bán lại là 169.000. Tiền trang trí, tiền công sức nữa. Đúng rồi, là được kích trang trí rất là độc. Không ai dám ăn. Mày nghe bán đấu giá được không? Được, được, được. Tuyệt vời. Được rồi. Anh có cần rặn mạnh cái chữ được rồi đó không? Được. Rồi, tiếp theo là mà sao mỗi lần anh làm gì các em che lại cái đó của anh vậy? Tu la của anh kìa. Đúng, đó là chuyện của anh. Một hồi anh Bu sẽ quay cận từng cái, không có mất hình đâu. Công đoạn của mình đã xong rồi vậy? Công đoạn của Nhi, nhiệm vụ của Nhi là làm mờ những gì Thành đã làm ra. Làm lu mờ dễ sợ luôn hả? Mờ nhà. Người ta phải làm cho tỏa đó, sáng. Cho cao lên phải không? Cho tới màu vàng. Còn hơn cái lòng này. Ây da. Cái gì sạm sạm. Tự nhiên cái đánh cái à. Em biểu nó sạm. Nữa. Thấy cho. Nó sạm rồi, sạm rồi, sạm rồi. Thôi được, em được hết. Cả nó đi, giỏi được rồi. Cái trái tim của người ta. Giỏi được rồi, xong rồi. Này con gấu. Được rồi, để các bạn tự đoán nó là cái gì nha các bạn. A few moments later. Nhìn không ra gì hết á. Rồi. Chôn luôn đi. Chôn một kẹo luôn. Giờ nó ra cái gì rồi. Được rồi, xong rồi. Em tiếp tục xây dựng lâu đài cá. Đây là dạng lý trường thành phiên bản vòng tròn. Dạ, đúng rồi. Lòng mèo của em đi. Ủa cái lòng mèo đâu có gần nhau gì đâu. Cái lòng con mèo nó cao. Cho bà mẹ mà đẻ. Giống giống kiểu rải sốt mà vô nè lên pa. Anh đang mừng tượng. Cái gì mà tôi vẽ lên nó cũng đè lên à. Tận đấy rồi, lấy tận sau là cái gì? Trời ơi, trời, vẽ cái chữ ca bao xấu luôn. Cái tên kênh người ta đẹp gì mà nữa, nào vẽ xấu như quỷ. Nhớ là cái chữ S là khó lắm á. Chữ S đâu có. Nó nhỏ. Có không? Rồi. Ok. Xong. Bây giờ sẽ tới một cái công đoạn mà đối với những món ăn bình thường người ta rất là muốn, nhưng đối với những món ăn made by này là kết là không ai muốn, chính là ăn. Bây giờ chúng ta sẽ lấy dao cắt nó ra là miếng. Chỗ nào, chỗ nào. Anh muốn chỗ nào là lặng chút. Ai ha. Em muốn chặt chỗ nào nha. Đúng rồi, em là chủ. Em là chủ nhân của cái bánh kem này. Nhắm miếng miếng nhỏ nhỏ xéo à, lém miếng được. Kem đúng ngon các bạn. Kem rất là ngon. Nhưng mà khi nó là kem cả. Anh cũng ngon à. Bóc tay luôn đây nè. Của anh đó. Của em miếng nhỏ thôi. Lán một miếng thôi. À tay dơ chứ không để bàn dơ các bạn. Chờ không ngờ không nói được như vậy luôn. À mà thôi là miếng của nhà. Chành liễu tay luôn đi. Ok. Cổ vô, vô. 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 Nhưng mà đỡ lắm, có cái bánh bông lan á, cái mùi bánh bông lan nó đỡ lại á. Ui, ăn cái gì hết vậy? Không, bánh bông lan cà dê. Mất sớm đâu rồi, mất hơn đâu. Ai ạ? Ui, ăn cái gì hết vậy? Đi mình mà đủ hứng, trộn lẫn à. Giờ mà các bạn mất được một miếng dê đó. 360 mấy ngàn người. Không đồng bà trình. Thôi giờ không mệt mấy kem nữa. Xong video mà nhíu cho tao đất liền bây giờ. Các bạn nhớ like, share và subscribe để lại nhật ký của nhiều video mới hơn nữa nha. Bye bye. Bye bye.